Một tòa nhà trong quá trình phá dỡ ở thành phố Gwangju, Tây Nam Hàn Quốc đã đổ sập xuống đường và trúng một chiếc xe buýt vừa dừng đổ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng. Hiện công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả đang được khẩn trương tiến hành. Giới chức cứu hỏa Hàn Quốc cho biết một tòa nhà ở thành phố Gwangju, cách Seoul 270 km về phía Tây Nam, đã bị sập trong khi được phá dỡ. Tòa nhà đổ xuống một con đường đông đúc có nhiều xe cộ lưu thông. Đội cứu hỏa nhận được tin báo rằng một tòa nhà 5 tầng đã đổ sập xuống chiếc xe buýt đang dừng tại nhà ga gần công trường. 9 người được xác nhận đã thiệt mạng, 8 người khác bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Tất cả nạn nhân đều là người trên xe buýt. Ban đầu các nhân viên cứu hỏa cho rằng trên xe buýt có 12 người. Tuy nhiên trong khi đào bới, họ đã phát hiện thêm nhiều nạn nhân bị mắc kẹt bên trong. Sau khi kiểm tra các đoạn phim tại hiện trường, nhà chức trách cho biết hai chiếc xe khách khác đã thoát khỏi vụ tai nạn trong gang tấc. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc vẫn đang tìm kiếm xem còn công nhân xây dựng hay người đi bộ bị kẹt lại dưới đống đổ nát hay không.